xin chào anh em. Hôm nay mình giới thiệu với anh em một con máy hàng mít không dùng khí, thương hiệu của Kobe ha. Bên ngoài nó sẽ đựng trong một cái thùng rất là bự luôn nè. Trên đây thì nó có cái hình ảnh của con máy là High Warranty FP DC Inverter Welder. Dưới đây nó có những cái dòng giới thiệu nè, nhận Premium Product 100% Best Warranty nè ha. Thương hiệu Kobe nè. Cái này thì nó có mấy cái tiếng Nhật nè anh em. Và đặc biệt thì con máy này thì nó sẽ sử dụng súng gời nè. Và nó xài cuộn dây có thuốc là 1kg ha. Cái mã của nó là MIG235K. Và bên dưới nó ghi là Technology from Japan, sử dụng công nghệ của Nhật Bản ha. Thì sẵn đây mình đo kích thước của cái thùng này cho anh em dễ hình dung nha. Chiều ngang của nó sẽ là 37cm. Cái chiều cao là 32. Còn cái độ rộng của nó sẽ là 18cm ha. Ở đây mình có cái cân nè. Mình cân thử xem coi con máy này nó nặng bao nhiêu anh em. Và tổng trọng lượng của nó sẽ là 8kg 585g ha. Bây giờ để mình khui ra xem coi bên trong nó có cái gì ha. Thì mình thấy mình lựa trong tầm giá mà tầm 2 triệu mấy á, là mình thấy con này là nó được nhất nè. Xài súng gời mà sử dụng công nghệ Nhật Bản nữa thì cũng ok ha. Và mình mua là hàng chính hãng á, bởi vì mình sẽ được bảo hành là 15 tháng nha anh em. Đây thì nó có logo nhà phân phối FB nè. Đúng hàng xịn nha anh em. Đầu tiên mình sẽ có một cái dây hàng mít nè. Nó sử dụng súng gời thì rất là tiện lợi nha em. Nó có tặng kèm cho mình là một cái cọng dây mát nè, với lại một cái cọng dây và kèm hàng để anh em hàng que luôn ha. Nó có hai chức năng, vừa hàng mít không dùng khí mà vừa hàng que luôn anh em. Ơi, đây thì cái gì đây? Nó tặng kèm cho mình là 1 2 3 4 5 cái bét nè, lại một cái đầu súng ha. Linh kiện của nó tặng kèm cũng khá là xịn ha. Rất là dày luôn nè, và bốn lưỡng anh em. Và ở trong đây thì chúng ta sẽ có một cái hộp nè, auto đắc ken. Cái này chắc là cái kiến hàng điện tử ha. Thì khi mà mình mua máy đó là shop có tặng kèm sẵn cho mình là một cái kiến hàng điện tử luôn ha. Đây nè, sợi dây đeo của nó nè, rồi cái kiến hàng của mình, hàng mới 100% anh em. Thì trong quá trình sử dụng á, anh em đeo vô gì nè, khi mà anh em chấm hàng mà nó có ánh sáng lên đó là cái kiến này nó sẽ tự động nó tối lại. Khi mà anh em ngưng hàng thì cái kiến nó sẽ tự động nó sáng lên ha. Thì hồi trước giờ mình hàng đó thì mình đều xài mấy cái kiến hàng điện tử vậy nè, rất là tiện lợi nha anh em. Ôi, để coi còn cái gì không nha. Đây là cái cuộn dây hàng của mình nè, thì cái trọng lượng của nó sẽ là 1kg ha. Ôi, và cuối cùng sẽ là con máy của mình ha anh em. Nhìn rất là cứng cáp luôn ha. Tay cầm của nó nè khá là chắc chắn nha nè. Phía trên đây thì nó sẽ có thương hiệu của Kobe nè. Cái này nó là cái đồng hồ điện tử. Đây nó ghi là MIT 235K. Bên dưới thì nó ghi là Synergic MIT Noga nè, tức là máy hàng MIT không có dùng khí nha nè. Mã của nó cũng in ở đây nè, MIG235K ha. Trên đây thì mình có một cái công tắc, thì anh em có thể là chỉnh trên đây thì sẽ là hàng MIT nè, còn anh em chỉnh dưới đây nó sẽ là hàng MMA, tức là hàng que thông thường nha nè. Khi mà anh em ghim điện thì ở đây nó sẽ sáng lên nè. Còn khi mà anh em sử dụng mà nó có bị quá tải gì đó thì nó cũng có chế độ nó bảo vệ máy hàng, nó sẽ hiện đèn báo ở đây là quá tải, rất là an toàn luôn ha. Đây là cái núm chỉnh của mình nè. Và mình thích cái loại này là nó chỉ có một núm thôi à, mình có thể chỉnh dây, chỉnh lửa, chỉnh điện, nó nằm ở trên đây luôn nè. Rất là tiện lợi hết em. Thôi, và phía bên dưới đây thì nó sẽ có là hai cái cọc mà mình có thể là ghim là hàng mít hoặc là hàng que, và cái cọc còn lại là anh em ghim vô cái cọc mát ha. Hàng mít á thì nó có thêm cọc, anh em cứ lắp vô đây là sử dụng ok luôn ha. Cái cọng dây nguồn anh em ghim điện 220 nè. Bên đây thì nó có cái nút on off. Trên đây thì nó sẽ có model là MIT 235K. Đây nó sẽ có cái bảng thông số, có một cái quạt tản nhiệt nè, gió nó sẽ hút vô đây và nó giúp cho cái máy của mình nó sẽ không có bị nóng ha nè. Và bên đây thì chúng ta sẽ có là một cái cửa nè, anh em gạt ở đây để mình mở ra ha, để có cái chỗ để mình lắp dây nè. Đây là cái bộ phận tùy chỉnh dây để mình sử dụng ha. Và bây giờ mình sẽ đo kích thước của con máy cho anh em dễ hình dung nha. Đầu tiên thì sẽ là chiều ngang của nó, mình đo từ đây nè cho tới cái chỗ dài nhất của nó luôn, thì nó tầm cỡ 39cm. Còn cái chiều cao của nó đo từ ở dưới nè lên cái trên đây nó tầm cỡ 25. Chiều ngang của nó mình đo từ đây nè qua tới bên đây thì nó tầm cỡ 15cm ha. Và sẵn đây mình có cái cân nè, cân thử xem coi mình ên con máy nó sẽ là bao nhiêu nha. Và nó sẽ có trọng lượng là 5kg 178g anh em. Rồi, ở đây là mấy cái dây hàng mà người ta tặng kèm cho mình nè, để mình đo thử xem cái cọng súng mít này nó dài bao nhiêu nha. Mình sẽ đo từ trên cái mỏ nha nè. Ở đây thì mình đo được nó sẽ là 255cm ha. Rồi, và tiếp theo sẽ là cọng dây mát với cọng dây hàng que nè, để mình cua ra luôn. Máy này nó cũng đa năng á, có thể xài được hàng que rồi có thể xài được hàng mít luôn. Một lát thì mình sẽ thử là hàng mít với hàng que luôn, còn sao anh em. Đây thì mình sẽ đo nè, tổng chiều dài của nó sẽ là 260cm. Rồi, và cọng dây mát của mình luôn, dây mát này thì nó sẽ là 158cm nha anh em. Và bây giờ thì mình sẽ ghim điện lắp dây thử vô cho anh em dễ hình dung nha. Cái giắc cắm của mình nè, 16A 250V ha. Nhìn rất là cứng cáp chắc chắn nha nè. Này thì nó sử dụng điện 220, điện gia đình của mình ha.
Nãy thì mình đang mở nè. Đó, kim điện vô thì nó sẽ sáng đèn luôn ha. Đây nó sẽ có một cái đồng hồ hiển thị nè, nó sẽ có báo đèn, tức là cái máy nó đang có nguồn ha. Số thấp nhất của nó là 27 nè, còn cái số cao nhất của nó sẽ là 234 ha. Hiện tại ở đây nó đang chỉnh MMA, tức là anh em hàng que. Còn khi mà anh em hàng mid á thì mình sẽ gặp lên đây và mình sử dụng luôn ha. Rồi, và ở dưới đây thì nó sẽ có là hai cục hàng nè. Đầu tiên thì bên đây thì mình sẽ lắp là cái cọng dây mát ha. Đây, dây mát của mình nè. Cái dây cọng dây mà nó có cái đầu kẹp bự nhìn anh em. Trên đây nó sẽ có một cái khớp nè. Mình xỏ vô. Rồi, mình gặt ngang thôi là ok. Cứ ngắt anh em. Và tiếp theo bên đây, nếu mà anh em sử dụng hàng que đó, mình sẽ lấy cái cọc hàng que nè, mình gắn vô, cứ ghim que hàng vô và mình xài thôi ha. Còn nếu mà anh em sử dụng mà hàng mít á thì trên đây mình sẽ gặt lên hàng mít nè. Còn dưới đây mình sẽ gỡ ra. Lấy cái cọng dây mít của nó nè, mình lắp vô ha. Cái này thì đơn giản thôi, cái đầu này nó cũng như là đầu hàng que vậy đó. Anh em xỏ vô vậy nè. Rồi mình cứ gặt ngang. Còn cái cọng dây còn lại này nè, anh em sẽ xỏ vô cái chắc màu trắng trắng này ha. Thì anh em nhìn thấy ở trên đây nó sẽ có một cái chỗ lõm nè. Ở trên cái máy thì phía trên nó cũng có một cái lỗ lồi luôn ha. Là mình biết là mình sẽ xay gì nè, là ok nha nè. Cái lỗ lõm nó nằm ở trên. Cứ xỏ vô, rồi ở đây nó có cái đồ dặn nè. Anh em cứ dặn lại là ok. Rất là đơn giản anh em. Bây giờ thì mình sẽ lắp dây vô cho anh em dễ hình dung nha. Đầu tiên mình sẽ mở cái cửa nó ra nè. Là cái cuộn dây đi theo máy anh em. Thì khi mà anh em sử dụng mà hết dây này nè, thì anh em cũng có thể mình lên Lazada để mình đặt á, thì nó cũng khá là rẻ luôn, cỡ 100 cho tới 150 ngàn à, là xài Vivu ha anh em. Thì mình mở cái bọc nó ra nè. Cuộn này nó là cái cuộn dây hàng sắt nha anh em nào mà muốn hàng inox á, Lazada nó cũng có bán cái cuộn y hệt như nè, nhưng mà ở trong nó là dây inox để mình lắp vô mấy cái máy hàng mic này nè, mình xài thì cũng ok luôn ha. Thì mình sẽ dặn ra nha anh em. Và anh em khi mở ra như nè thì mình cứ giữ, khi mà mình lỡ mình buông ra thì nó sẽ bị tuôn ha. Đó, cứ cầm vậy cũng ok nha anh em. Xong rồi mình cứ xỏ vô. Thôi, bỏ cái cục màu đen này vô trước. Cái lò xo. Rồi cái lồng đền. Thôi, siết nó lại thôi. Này mình làm lần là biết à. Nói chung là dễ bẹt anh em ơi. Đó, bên đây là cái cọng dây của mình nè. Nó bị cong nè. Thì anh em lấy cái kèm để mình bấm, mình cắt nó đi ha. Cái này ra nè. Đây, mở lên. Rồi, mình xỏ cọng dây vô trong cái lỗ này ha. Rồi, dây nó sẽ đi vô đây vậy nè. Luồn cái cọng dây này nè, cho nó đi vô cái rãnh. Mình cho cọng dây nó đi vô đây là ok ha. Rồi, xong rồi mình cứ đẩy lại vậy nè. Kéo cái này lên. Siết lại thôi. Và cái chỗ siết này nè, anh em cũng có thể tùy chỉnh luôn ha. Nhiều khi cái cọng dây mà nó chạy ở trong đây mà nó bị dứt quá đó, anh em có thể mình chỉnh ra chút xíu. Rồi, còn khi mà cái bánh găng này nè, nó kéo mà nó hụt dây hoài đó, anh em cứ siết nó lại chút xíu là ok ha. Nói chung thì cũng đơn giản nha anh em. Và lần đầu mà anh em xỏ dây vô thì trên cây súng nó sẽ có cái chỗ cái bét nè. Anh em sẽ dặn mở cái bét này ra ha. Để nhiều khi mà cọng dây nó sẽ chạy lên đây nè, mà nó dướng vô cái này rồi mắc công nó bị nghẹt nữa. Mình cứ dặn ra hai cái này ra gì nè, cho nó thông, nó bự vậy nè thì cọng dây nó sẽ ra dễ. Thường thường cái cọng dây này nè, nếu mà nó có bị cúp gì nè, anh em nên cho nó thẳng ra để cái cọng dây nó sẽ rút suôn sẻ hơn nha nè. Bóp vô vậy nè. Thì nếu mà anh em thấy bóp gì nè mà nó lâu quá đó, anh em có thể mình bấm ở đây cho nó chạy cũng ok luôn ha. Nè, đó, nó sẽ nhanh hơn vậy nhiều ha. Nè, đó. Mình cứ để chút xíu. Sẽ lấy cái đầu bét nè, mình xỏ vô. Dặn nó lại. Rồi, và cái đầu chụp ở ngoài xỏ vô luôn. Dặn lại là ok ha. Ngon lành hết em. Và bây giờ mình sẽ đem con máy này ra ngoài sân để mình test thực tế xem coi nó hoạt động như thế nào hết em. Ok. Và con máy của mình thì ghim điện ok hết trơn rồi ha. Cái cọng kẹp mát của nó nè, tại vì nó còn mới quá đó, tại vì mình cất lại, mình để dành. Mình xài cái cọng kẹp mát cũ ha. Mình sẽ kẹp vô cái phôi mà mình muốn hàng nha nè. Đây là cái súng hàng của mình nè. Xuống đây là chế độ hàng que nè. Trên đây là hàng mít. Dây rồi mình lắp ok hết trơn rồi nè. Thường những cái máy mà mới đó, mình chưa biết cái dòng hàng như thế nào á, thì mình sẽ chỉnh trên đây. Đó, nó nằm ở ngay giữa giữa là ok ha. Mới nãy mình khui hộp á thì shop có tặng kèm cho mình là một cái kiến hàng điện tử. Em mua máy hàng về đó, có thể là mình lấy ra để mình xài luôn ha. Có mấy cái miếng trắng sỉ nè, mình sẽ lột mấy cái miếng này ra ha. Đây, xỏ vô. Thì khi mà anh em sử dụng những cái máy hàng kiểu như hàng que hoặc là hàng mít rồi đó, thì anh em nên mua trang bị cho mình một cái kiến hàng vậy nè, bảo vệ mắt mình, với lại thứ hai nó xài rất là tiện luôn ha.
Bây giờ để mình đeo vô camera, mình test thử cho anh em xem nha. Bóp cò nè anh em. Khi mà bóp cò nó có ánh sáng hàng, kiến nó sẽ tự động nó tối lại ha. Khi mà hàng xong là cái kiến nó sáng lên nè. Rất là đã anh em. Khá là ngon luôn ha. Anh em nhìn thấy cái mối hàng nó bự mà nó rất là ngấu luôn ha. Tùy theo anh em sử dụng là sắt mỏng hay là sắt dày đó, là mình có thể mình tùy chỉnh ở trên đây cho nó phù hợp nha. Bây giờ để mình chỉnh cho nó maximum luôn, coi coi nó hàng như thế nào nha anh em. Và đây là cái mối hàng của mình nè. Khá là ngấu luôn ha. Ở đây mình có hai cái miếng hộp mỏng nè. Hôm trước mình test cái máy cắt sắt thì mình cũng có cắt xéo ra vậy nè. Mình sẽ ướm lại vô đây nè để mình hàn thử coi được không nha. Này thì kẹp mát vô. Ở đây mình chỉnh ít ít thôi, lát hồi mình tăng lên nha nè. Chấm bon trước cái nha. Trên đây cũng vậy luôn. Lật qua bên đây mình chấm thử nha. Rồi mình cứ bon thôi. Lật qua anh đây, quốc tiếp nha anh em. Anh em nhìn thấy mối hàng của nó nè, dính hết trơn anh em đó, hàng rất là dễ anh em. Ok, và nếu anh em mà muốn hàng mà kiểu như mấy cái đường cong cong quẹo quẹo giống như vậy nè, mà mình hàng lên sắt dày đó thì cũng ok luôn ha. Đó, giờ đi mình hàng thử cho anh em xem nha.
cắt dày thì anh em cứ kéo thoải mái luôn ha. Anh em nhìn thấy cái đường hàng của mình nè, đó cũng khá là ngấu luôn ha. Giờ để mình đập nó nè. Wow. Dễ gì gớt nổi anh em. Dạ đây mình có miếng la dụng nè, mình thử một hàng một cái miếng này lên đây coi sao nghe anh em. Cố định hai bên trước nha. Cho nó dính, bên đây cũng vậy luôn. Rồi, bắt đầu mình kéo thử nha anh em. Nhìn cũng thấy được được ha. Tiếp tục nha anh em. Anh em nhìn thấy đường hàng của mình nè, nhìn cũng khá ok ha. Rồi giờ mình xây qua đây đi, tăng dòng hàng lên xíu coi coi nó hàng như thế nào nha. Rồi, giờ đây là cái mối hàng của mình nè. Anh em nhìn thấy nó rất là ngấu luôn ha. Bên đây cũng vậy luôn nè. Nhìn cũng khá là ok luôn ha. Rồi, sẵn tiện đây, mình có con máy cắt tép tông này. Rồi ra cắt thử coi mối hàng này như thế nào anh em. Đây anh em nhìn thấy là cái đường hàng của mình nè. Qua tới đây. Ồ, lén bon hả anh em. Bên đây nữa nè. Nó hàng rất là ngấu ha. Bên đây cũng vậy nè anh em. Hàng mít trên sắt dày mà vậy thì cũng quá trời ok luôn ha. Hai cái mình cắt ra nè. Ôi, quá đã anh em, ngon lành. Và sau khi mình hàng mít xong mà anh em muốn hàng que đó, mình sẽ tắt cái máy cái ha. Đây, trong đây mình dỡ ra nè. Đó, cái cuộn dây hàng của mình nè. Và tiếp theo mình sẽ gỡ cái cọng súng hàng mít nha. Gỡ nó ra thì cũng vậy luôn. Anh em cứ giật ra nè. Có cọng dây hàng ở chính giữa nè, thì anh em cứ tuốt nó ra luôn ha. Thì, anh em sẽ mở cái này ra. Đó, mở ra rồi mình cứ quấn vô, mình kéo lại thôi. Nè, cái cọng dây của mình nó đã chui vô tới đây rồi nè. Anh em cứ lùi lại chút xíu là ok ha. Bây giờ mình cứ giặt lại nè. Rồi, xong, đơn giản đóng lại. Mình hàng que thì mình cứ lắp cọng dây hàng que vô ha. Ở đây thì mình cũng xài cọng dây hàng cũ của mình hồi trước giờ ha. Thì nó cũng gì hệt nhau à. Đó, chủ yếu là cọng máy ha. Trên đây thì đang hàng mít nè. Anh em gặt xuống, nó sẽ là hàng que ha. Rồi kẹp mát cũng y hợp gì luôn. Anh em hàng ở đâu á thì mình cứ kẹp chỗ đó ha. Cái dòng hàng cũng vậy luôn. Anh em sẽ chỉnh trên đây luôn ha.
Hiện tại bây giờ mình cũng chỉnh để 50% đi ha. Trên đây thì mình có mấy cái que hàng nè, thì giờ mình sẽ test thử cái que từ nhỏ tới lớn ha. Ở đây thì mình có kích thước nè, mình đo luôn cho anh em coi nha. Đây nó sẽ là 2.5mm ha. Nếu mà anh em thấy chưa phơi quá đó thì mình sẽ tăng lên. Và đây là cái mối hàng 2 ly rưỡi của mình nè. Wow. Cũng rất là ngẫu luôn ha. Tiếp theo sẽ là cái que 3 ly 2 nha. Mình đo cho anh em xem nè, 3.2mm nha. Thì anh em thấy chưa phê nữa thì mình tăng cho nó cao lên ha. Anh em nhìn thấy nó ngấu vô sắt nè. Ồ, nhìn rất là đã anh em. Ngon lành. Rồi, và cuối cùng thì mình sẽ quất trên cái que 4 ly ha. Đây, mình đo thử cho anh em xem nè. 4.0mm. Chơi thử coi sao nha anh em. Rồi, và đây là cái mối hàng 4 ly anh em. Wow. Cũng rất là phê anh em. Anh em nhìn thấy mối hàng của nó ngấu nè. Ồ, quá đã luôn ha. Thì nãy giờ mình quên nữa, ở đây thì mình có que hàng inox nè, G308. Giờ mình lấy ra test thử que đi cho anh em tham khảo chơi ha. Thì que hàng inox thì cái lớp thuốc của nó sẽ là màu đỏ ha. Rồi, và khi mà anh em hàng inox á thì nó sẽ ra 7 sắc cầu vồng nè. Nhìn rất là đẹp luôn ha. Mỗi hàng thì nó ngấu vô trong nè. Nhìn sáng bóng luôn ha.
khi qua bài test mình thấy con máy này nó rất là mạnh và làm việc thì cũng rất là hiệu quả luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ khui toàn bộ con máy này ra để xem cấu tạo bên trong của nó như thế nào ha em. Đây sẽ là cái nội thất bên trong con máy nè. Ồ, anh em nhìn thấy cái bản mạch rất là bự luôn ha. Trên đây nó sẽ có một cái con tụ nghiền Vivofara 50V nha anh em. Sẽ có hai sợi dây và một sợi dây mát nè, với lại một sợi dây hàn ha, bọc trong một cái lớp cao su nè. Nhìn rất là chắc chắn ha anh em. Ở trong thì mình thấy nó có hai cuộn dây đồng kìa, một cái cuộn rất là bự luôn nè và một cái cuộn nhỏ ha. Trên đây nó có một cái bo nè, rồi những cái giắc cắm của nó nè anh em. Và trên cái mặt điều khiển nhỏ này mình thấy nó cũng có thương hiệu là Panasonic nè, 12V, và bên dưới nó ghi là da băng luôn ha. Khá là xịn sò ha anh em. Và con máy này thì đa số nó sẽ sử dụng là linh kiện cắm ha. Nè, anh em nhìn thấy mấy cái tụ nhỏ nhỏ nè. Đó, bên trong cũng vậy luôn nè. Có hai con tụ bự nè, 450V, 470mF ha. Đây, nó cũng có thương hiệu rồi, cụ thể rõ ràng ha anh em. Thì mình đã test và buông toàn bộ con máy này ra rồi ha. Khi anh em nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì mình sẽ để cái đường link ở dưới phần mô tả. Anh em nhấp vô đó để tham khảo ha. Khi anh em nào thấy video hút thì cho mình xin một like để ủng hộ tinh thần mình nha. Anh em nào chưa đăng ký kênh mình nhấn nút đăng ký bên đây, mình nhấn nút cái chuông. Khi nào có video mới thì anh em mình cùng vậy luôn ha. Rồi, các anh em đã xem video, chúc anh em một ngày mới nha. Bye bye.